Cái này của Pháp hay chưa? Cái nhà ông nội của cậu ngày xưa cũng giống giống gì mà giờ này nó xuống cấp rồi bỏ luôn á. Cái nhà mà cái nền bên nhà ông Tư á, phải không, là cái kiểu nhà giống giống gì nè. Ồ, có bàn thờ của có hình nè. Có người không? Nhà này nha, mà theo cái kiểu ngày xưa giống như là phú hộ hồi xưa. Có bàn thờ, chắc là có người tổ tiên ngày xưa ở đây. Ủa đá này em biết gì nào hư nè? Cái nền nhà của họ nè, xưa nè. Nó tới đây luôn. Còn thấy qua văn nữa đi. Cái này chắc là cái hiên bên hông ha. Cái nhà cái hiên. Rồi. Đây đây coi nè, chị phát hiện nè. Dài cái nhà này luôn. Thật ra là cái nền hồi xưa nè, phải không? Dạ. Nó tốt mãi đó. Vậy là con cháu của họ xây cái nhà mới đó sao? Bởi vậy nó nói cái giúp tiền trắng ngang chắc là tân trần ngang lên nè. Vậy mà con cháu không ở ha. Sao đó, nó làm sao đó. Vậy hả? Tôi nhắn lọc giá đây ta. Đâu? Đúng rồi. Nhà này cũng như là ngày xưa cũng có nhiều người vô đây á, rồi cái họ sợ họ khóa rồi. Có ba bàn thờ. Cái mái ngói hình chớp. Đúng rồi, cái nền nó kìa, giống như bên kia đó. Ồ, dài ra tới đây nè. Bên hiên. Ừ, đúng rồi. Đâu tới đây. Ồ, cái nhà đẹp thiệt đó. Nhà này thiệt, cái nền này biết chuyện nào. Cái nền này còn đi tắt tắm nè. Biết chuyện nào mà nó xuống. Không, sạch tới vậy còn tốt nha. Ủa, bị xích lè. Trước có người ta vô, người ta vẽ thì đâm. Ừ, thì có mấy đứa nít nó vẽ bậy chữ đâm đó. Đỉnh trên kìa đó, có hoa văn ở trên. Đã lâu lắm rồi, chắc rồi. Vậy mà như chính cái nhà bên hông. Chùa Văn An.
cái vụ mà cái Phật Ngọc á, cách đây chắc là lúa con còn nhỏ xíu không? Chắc là lúc đó con cỡ lớp 3, lớp 4 gì á. Bà ngoại á, bà ngoại có lên đây nè. Biết rồi, bà ngoại dắt con đi mà. Ờ à, đúng rồi. Nhìn kỹ nè, cái kiến trúc Pháp á, cái thế hệ sau này không ai làm lại được những cái hoa văn này, thiệt luôn á. Đúng rồi, nứt rồi kìa. Nhưng mà nhìn nè, rất là tỉ mỉ luôn á, đẹp ghê luôn á. Có cái hình mặt người nè, thấy không? Hình Pháp đó người. Ừ. Chùa bên đây vậy mà giá trị gấp mấy lần cái chùa mới như kia. Cái này chắc là người ta không cho vô nữa nè. Có vào lên luôn. Chắc ta đang bảo tồn. Cái sở hư. Có này nè. Ủa, đắng. Phun sắc cái trời lên luôn nè. Ủa, đúng rồi, xuống cấp quá rồi. Nước cái cơn luôn à, muốn sập luôn kìa. Uống vậy ha, cái cổng này cũng là măng. Ồ, cái cột cái kèo gỗ siêu siêu hết rồi. Nằm ở trong đây có đẹp, không có người ở. Bên đây chắc là có nguy cơ sập, ra không có dám cho vô nữa. Mình phải làm cái chùa mới đi thôi. Ngày xưa cái chùa này nổi tiếng đó, cách đây đó, ví dụ mà tỉnh được Phật Ngọc Xá Lợi xuống á. Ngày xưa cũng ngạc nhiên, một ngôi chùa ở làng quê mà lại tỉnh được Phật Ngọc Xá Lợi về đây. Ông trụ trì này chắc cũng có tiếng nói lắm. Ngày cũng là cái dịch bệnh nè, ông chùa cũng đóng cửa nè. Hình như cái chùa này xây chưa hoàn chỉnh hay sao á, trong cổng thấy giống còn dễ dàng ở trên lầu nè. Thấy cái tháp này cổ rồi ha, nhìn mấy cái đá mài này là cái xưa rồi nè. Trong đây chắc là một mộ của một ông sư ngay trên chùa. Bên đây chùa mới mình nhìn thấy, tôi thấy cũng quan tài nó đó. Đúng là như vậy. Chùa này xưa nổi tiếng rồi, tại lúc mà thỉnh để Phật Ngọc Xá Lợi về đây nè, ta vô đây giờ thấy hoang vắng rồi. Cổng với gác chuông hai bên ha, chị có thấy hình Phật tổ với Phật Quan Âm không? Chỗ này cũng đặc biệt quá, nhánh sông đẹp ghê, chảy vô đây, đụng ở đây cái chảy qua bên kia, như cái cù chỏ luôn. Ủa chú dự định đây lâu chưa chú? À, ông ngoại tôi cũng 80 năm rồi. À 80 năm,
Vậy, vậy là từ từ thời ông bà giữ đình tới đây tới giờ luôn. Ồ, cái đình thần này cũ ghê luôn trời, 1892. Dạ. Ồ. Ủa trong đình này có thờ nhân vật nào nổi tiếng không cháu? À đình thần ha. Tiền hiền. Ừ. Không nhà mà cái đình này đúng là chọn cái địa thế đẹp luôn á. Đối diện là cái sông, mà cái cua sông này quá đẹp. Không chịu ngã, cứ xe gác cát 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 18 người kéo nó không chịu lên ra làm sao á. Vậy hả? Nó đập cái 18 người theo nó luôn à. Kéo để cho ra làm sao, đừng đập vô đình cút rồi nó đập cái 18 người nhà góc cái dậu luôn. Là sao? 18 người chết luôn hả? Không chịu, kéo chịu nó lại á. À, đi theo luôn cái coi vừa đi tay hết. Trời, cái bữa đó mà có quay phim lại coi ha. Trời ơi nói. Ừ. Cây là vậy chú nói cây cây dậu. Cây dậu của nó, con của nó đó. À cái dậu này hả? Ừ, con nó. À thấy rồi. Cái cây đằng sau đó. À. Con của nó đó. Ôi mà 4 người ôm hả? Ừ, 4 người ôm, rất 4 người ôm luôn. Thánh thần ơi. Chắc bự hơn cái đó luôn. Bự hơn nhiều. Trời, 4 người ôm, bự hơn nhiều, bự gấp đôi này à. Bự gấp đôi đó. Cái đường kính phải gấp đôi này á. Ghê vậy? Ừ, 4 người ôm mà. Ở đây có nhiều cây rồi nhưng mà nó cũng chốc gốc ngã nhưng mà không đập vô định. Là không, là cái thằng chủ tịch xã ở đây đốn hả? Ừ, chủ tịch xã. Đốn xong chết luôn. Chết á. Đời cũng là cháu của ông Tiền Hiền họ Phan. Ủa là sao? Nó cháu của ông nè. Cháu của ông Tiền Hiền là ông khai sanh ra cái này. Phó thần nhỉ. Ừ. Thì ông ở đây ông thần là ông Hậu Nguyễn. À. Ông Hậu Phan là ông Tiền Hiền là như người khai qua khai phá đất đây xứ này nè là, à. Là ông đó đó. Rồi nên vậy mà nó cũng dám làm nữa. Nó dám làm nó giải đốn đâu á. Yeah. Đốn về cưa làm bên ủy ban xã bên lúc ngày xưa mới giải phóng mà. À. Cưa đóng bàn đóng ghế rồi cưa xong rồi mày đi luôn. Chết luôn. Chết luôn. Thì cũng mấy chục năm rồi. Thường mấy cái cây mà nó cổ như vậy á là nó linh thiêng dữ lắm. Ghê không? Thành lập cái này 8-17 nữa. Cổ dưới vậy trời. Cậu mới biết nữa. Mình ở gần đây mà mình không để ý. Mấy cái này chẳng mới xây sao này. Cái đình này thật ra là xây sửa lại rồi ha. Phải giữ được cái thể, cái trạng thái cũ từ lúc xưa đó đây. Đúng rồi, ngày sửa lại rồi. Nè, còn ghi cái năm trên cái bảng nè. Trời ơi, 1892. Khủng khiếp trời.